Biểu tình tuần hành ủng hộ huynh đệ Hồi giáo ở Ai Cập tên từ Alexandra. Hàng trăm người đã tuần hành một cách hòa bình trong thị trấn ven biển Alexandra của Ai Cập vào hôm nay để hỗ trợ cho tổ chức huynh đệ Hồi giáo gần đây đã bị chính phủ đặt ra ngoài vòng pháp luật. Những người ủng hộ đã cầm những tấm affiche màu vàng có hình một bàn tay màu đen với bốn ngón tay giơ lên và ngón tay cái nằm trong lòng bàn tay là hình ảnh tượng trưng cho cuộc đàn áp bạo lực chống lại những người ủng hộ huynh đệ Hồi giáo đã cắm trại để phản đối tại ngôi đền Kaaba ở Cairo vào hồi đầu năm nay. Huynh đệ Hồi giáo đã bị xem là một tổ chức khủng bố sau khi 16 người đã bị thiệt mạng trong một cuộc tấn công tự sát tại một đồn cảnh sát vào hôm thứ Ba. Mặc dù nhóm này đã lên án vụ tấn công và một nhóm Hồi giáo cực đoan có trụ sở tại bán đảo Sinai đã nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công này. Huynh đệ Hồi giáo và các nhóm đồng minh Hồi giáo đã kêu gọi biểu tình để phản ứng lại quyết định của chính phủ. Các cuộc đụng độ đã diễn ra trên cả nước trong ngày hôm nay sau buổi cầu nguyện thứ Sáu. Trong khi đó, lực lượng an ninh đã bắt giữ gần 150 người ủng hộ huynh đệ Hồi giáo trong một làn sóng bắt giữ mới. Chính phủ đã cảnh cáo rằng bất cứ ai tham gia vào cuộc biểu tình ủng hộ sẽ bị trừng phạt theo luật chống khủng bố, có thể bị án tù chung thân. Hàng ngàn thành viên huynh đệ Hồi giáo và những người ủng hộ đã bị bắt kể từ khi ông Morsi bị lật đổ. Chính phủ được quân đội hậu thuẫn đã nói bạo lực sẽ không làm trì hoãn tiến trình chuyển tiếp chính trị, với bước kế tiếp là một cuộc trưng cầu dân ý trong tháng Giêng về bản hiến pháp mới.